lần lấy đồ ăn đó, rất là thứ là chất hàng. Đừng quá, bông ơi, đắm mày em rồi. Bông đắm mày. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đến bể bơi ở khu sân vận động Mỹ Đình. Đấy. Anh quay mặt anh ấy à? Ừ, anh quay mặt anh, thấy mặt anh không? Đấy. Đây là vừa mới ngủ, đấy là sáng ra dậy đi bơi luôn. Đấy. Úi giời ơi. Tao. Đã nhìn thấy vận động viên nhảy cầu chưa? À, đây, các vận động viên nhảy cầu là. Ý. Trời. Đẹp. Chị ơi. Trông kìa. Trông kìa. Đi em. Tôi. Thằng ấy nó khỏe, nó kéo mẹ. Nó bé mà nó khỏe. Vận động viên nhảy cầu đấy. Tư thế đẹp chưa? Đẹp. Đây là các khán đài nhìn các vận động viên thi đấu à. Đấy. Lần đầu đến thấy các động tác kỹ thuật rất là chuẩn. Bấm rồi. Ok. Biết là nó làm kiểu gì nữa, nó sẽ làm toàn nghiêng à, nhưng mà sao anh ấy cho chân đứng trước à? À ừ đúng rồi, phải cho chân đứng trước chứ. Bây giờ chưa biết thì phải cho đầu xuống trước nó sợ nhỉ? Em chẳng phải chẳng ai đâu. Hả? Sao? Sao anh ấy bay ra tận đấy nhỉ? Bây giờ người ta nhảy xuống đây mà. Không gặp vào. Tiếng bật mà. Quay ơi. Quay ơi. Quay ơi. Quay. Đi bơi à? Ba 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 ba. Mặt đẹp ơi, mặt đẹp ơi. Mặt là đấu lẹ. Ủa đạp kìa. Đạp chân kìa. Em đạp chân này. Giỏi thế, em đạp chân à? Giỏi hơn mẹ rồi, mẹ nó không biết đạp chân cơ. Vãi, ra đây không chống được chân nữa, đây là không vậy. Ah.
Đúng chưa? Ê ơi, con mẹ thua rồi. Con mẹ thua con rồi. Một mình một bẻ luôn. Bà cháu nhớ sập cầu. Không nợ. Voi đi mất xa rồi nè. Ôi chân mẹ ơi.